được gần gũi chị hơn. Gần gũi chị hơn, em đâu có nhu cầu đâu. Các fan yêu cầu là chị Buka gọi cho anh Jin Tuấn Kiệt ạ. Ủa gọi anh Jin Tuấn Kiệt hả? Đúng rồi, chém nhau lô đề thì không biết mà anh Jin Tuấn Kiệt tin. Nhưng mà nói cái về vấn đề gì? Không cần biết. Thôi phải cho cái vấn đề gì để nói. Các fan nói là không biết chị lừa ảnh sao mà ảnh tin là được. Ủa phải lừa cái gì đó chứ. Bây giờ ví dụ như lừa mà mình lừa mà chị sắp ra sản phẩm, chị sắp làm ca sĩ thì nó quá vô lý đúng không? Không phải bên kiểu phải làm gì mà cho người ta phải cống hiến cho mình cái gì đó. Ví dụ như cống là hiến. Mình mượn tiền người ta phải cho mình mượn, hoặc là mình mượn tình người ta phải cho mình mượn hay là gì đó. Vậy thì bây giờ chị có ai cua chị đánh ghen. Có ai cua chị rồi thì hiểu lầm đánh ghen. À, hay là có cái cả hai á hiểu lầm là chị sao sao đó với bồ ta xong tánh ghen chị, giờ em thấy sao vậy nhở? Nhưng mà không có thân đến mức phải tâm sự mấy chuyện đó, biết là xạo liền. Vậy em mức độ nào nhở? Mức độ mượn tiền là thân lắm hả? Ở hả? Mức độ mượn tiền thì nó sẽ đỡ hơn. Dù không, chị không. Em chú có con số nhiêu? Chắc khoảng 300-400-500 triệu gì đi. Lên xíu. Tỷ hả? Quá đáng. Tỷ đâu quá đáng vậy chứ. Ok, ok, không đang cho nhiều. Chốt con số. Mượn tiền hả? Mượn tiền có gì vui không ta? Nhưng mà mượn tiền phải làm gì nó mới thấy hợp lý chứ nhở? Đúng rồi. Làm sản phẩm hả? Làm sản phẩm ra MV hả? Là ra... ra series hay MV? Ra series... Web drama. Hay là nói là bây giờ Buka tính đi hát thì hai người kết hợp xong ca xong ra sản phẩm được không này kia đó. Mình, tại vì bây giờ mình fan ủng hộ quá thành đó. Ok vậy được hơn á. Ok đó mọi người vừa lông chưa mọi người? Mọi người đẩy thuyền quá chứ tôi đã đưa ra mọi người lo lên. Đây speaker đây. Sau trận này. Em nghe nè chị. Alo. Dạ em nghe. Em đang làm gì á? Dạ em đang đi công chuyện. Đi công chuyện rảnh không? Rảnh cho chị nói chuyện tí xíu. Dạ, chút xíu thì chắc được. Ừ, tại vì cũng một vấn đề là thực ra là khoảng thời gian sắp tới em có rảnh không? Tại vì chị muốn ra một cái sản phẩm á. Thì chị định... Chị đi hát. Chị đi hát, đúng rồi, sao biết hay vậy? Chị đi hát. Em đừng hốt hoảng vậy, em đang ai, đâu? Ai, em đang ngoài đường hả? Chị vậy? Không mà thiệt, tại vì chị muốn thiệt, chị muốn ra sản phẩm một cái gì đó là lạ, tại chị là diễn viên đúng không? Chị diễn thì diễn viên chị lạ là chị phải đi hát đúng không? Đúng rồi, chị diễn nhiều rồi, cho nên là chị muốn cái gì đó nó là lạ xíu, là kiểu mà mình thay đổi lĩnh vực tí xíu, hát cho vui chứ không phải là hát làm ca sĩ nha. Cho vui thì được nha, cho vui thì được nha. Hát cho vui nhưng mà chị muốn kết hợp với em. Trời chị gan vậy? Không phải, tại vì biết sao, ở trên mạng, cộng đồng mạng á, mọi người đẩy thuyền em với chị nhiều quá. Rồi mọi người kiểu mà cảm giác thích em với chị thành một đôi quá. Cho nên là mình chỉ muốn là kết hợp một sản phẩm với em để tặng mọi người luôn, kiểu vậy á. À, vậy là xong ca với nhau đúng không? Rồi tặng mọi người đúng không? Đúng rồi, xong ca với nhau á, được không? Em có nhã ý muốn ca với chị không? Để em suy nghĩ thử nha, chứ bữa giống như trong chương trình game show gì đó mà chị hát chung với em thấy hơi kỳ á. Không, ý mình đâu có hát. Em kỳ quá, em kỳ luôn á, em kỳ á chứ chị hơi kỳ gì. Ý là không phải mình hát live mà bình thường ngoài sân khấu ấy. Mà ý là mình thu âm đàng hoàng thì người ta có thể chỉnh giọng chị hay hơn, em hiểu không? Ok chị, okay. Nhưng mà chị không có tiền. Nhưng mà vấn đề là về cái phần đầu tư kinh phí nữa. Kinh phí chị lo hết mà đúng không? Chị mời em mà. Em nhanh miệng quá. Em không có lấy cách xe đâu. Em hứa là em không lấy cách xe. Không, không đầu tư chứ. Ủa, cái này là mình làm chung với nhau mà. Thì ý là chị muốn là hai đứa mình kiểu mà đôi bên cũng có lợi á, là 50-50 á. Khoan, đôi bên cũng có lợi. Là em cũng có lợi đúng không? Đúng rồi. Em có lợi gì trong thương vụ này? Chị biết đến đâu mà hỏi câu đó. Cái lời của em là được hát với chị nè. Lời gì nữa nè? Được gần gũi chị hơn. Gần gũi chị hơn? À. Bài xí nha. Ví dụ như được hát với chị thì ok, nghe cũng còn thuyết phục đi. Nhưng cái vụ gần gũi chị hơn em đâu có nhu cầu đâu. Em đừng có nói thẳng với mọi chị như vậy chứ. Ý là mình chị em mình thân thiết hơn á. Ý kiểu là thân thiết hơn. Ok, thân thiết hơn, ok, chấp nhận. À, rồi xong rồi em Hùng 50, chị 50.
Rồi mình ra sản phẩm. Em phục là 10 giờ 50 đúng không? Ờ. Còn cái của xin ứng, xin ứng. Còn của chị á là tới qua đầu năm sau mình mới ra. Cho đầu nên sao, đúng không? Ừ, cho nên là cũng thông thả cho không có đụng với sản phẩm em đâu, đừng có lo nha. Okay, okay. Và em có thể hùng với chị và ứng trước cho chị khoảng vài trăm á. Cái gì? Nói cái gì? Chị mới nói gì em nghe không rõ lắm, để nó bị mất sống sao. Chị mất cười nó coi. Ý là hùng với chị và ứng trước cho chị vài trăm. Ứng trước, có biết cái từ ứng trước không? Tại vì em đang lúc mà nãy chị nói cái kế hoạch của chị á, thì em có một cái ý định này. Là tại vì ví dụ như mình hát đúng không, là mình phải đi mua bài, mình đi phối bài, mình đi đặt phòng thu cái kiểu đúng không? Thì ok, những cái đó em sẽ gọi là góp vốn đó, em góp vốn cái đó. Thì giờ bây giờ chị đặt bài ở ngoài, chị đặt bài một nhạc sĩ khác, chị phải tốn tiền mua vài chục triệu đúng không? Thì bây giờ em sẽ viết bài luôn, coi như là đó là góp vốn của em rồi đó. Ờ quên, em cũng sáng tác mà chị quên. Rồi bây giờ em viết đúng bài rồi. Xong rồi. Ủa gì vốn? Ủa gì? Lấy là không? Phối bài cũng có tiền nè, nhưng mà em cũng có ekip phối riêng nên chị không phải lo chuyện đó. Phòng thu em cũng có phòng thu riêng luôn nên không, chị không phải lo chuyện đó luôn. Đó, hay giờ là họ chị không phải tốn rồi nè, thấy chưa? Thôi nè, chị đang nói chuyện nghiêm túc, không có giỡn nha. Chị đang nghiêm túc. Em nghiêm túc mà. Ý là chị nói là cái tiền hùng vô để mà quay cái MV á. Là 50-50. Còn cái phần kia em có giúp chị được thì em giúp luôn cũng được. Ủa gì kỳ vậy? Là cái phần về viết bài, phối bài rồi đó. Bây giờ ý chị là bây giờ mình hùng tiền vô, mình cái tiền tốn tiền quay thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi bên em có sẵn DOB luôn, có sẵn cái clip quay luôn. Ủa là em quyết tâm em không hùng tiền với chị hả? Thì bây giờ nè, thay vì mình phải tốn cái tiền mình đi thuê những cái người đó làm freelance ở ngoài đúng không? Thì bên em có sẵn ekip hết luôn rồi. Thì mình đâu phải tốn những cái chuyện nữa đâu. Nhưng mà ý thì là sẵn lòng luôn, sẵn cái mạng làm phần đầu tư của chị sẽ đầu tư cái gì? Chưa biết đầu tư cái gì. Nhưng mà vấn đề là em sẵn sàng giúp. Thôi, vấn đề là em sẵn sàng giúp đỡ chị đúng không? Ok. Sẵn sàng hợp tác để gần gũi chị hơn đúng không? Ok. Ok, cảm ơn. Chị có cái budget chưa? Chị có cái budget cho cái plan này chưa? Chưa có gì hết nha. Cái ý tưởng này là được là mình sẽ bao nhiêu tiền luôn hả? Tại vì cái này là 1 tỷ đi. Giám đốc sản xuất Ellie Trần của chị nói 1 tỷ. Ủa, bài này có chị Ellie tham gia nữa hả? Đọc rap. Chị đọc rap. Wow, em tưởng chị Buka đọc rap chứ. Không, chị Ellie đọc rap nha, hai mình hát. Đọc rap ok lắm. Ok. Cái này gái này ngon. Bây giờ có đóng luôn nha, đóng vai mẹ hai đứa mình. Mẹ chồng, nàng dâu. Nó giỡn á, chứ thật ra là chị đang quay một phỏng vấn. Nói đi ngại gì. Thì có một thử thách là gọi cho em để hỏi em coi em có mở lòng ra với chị hay không. Ai ngờ em mở quá, cái gì em cũng sẵn, cái gì cũng sẵn. Ý là coi em có tốt bụng hay không. Em là toàn là xài cây nhà lá vườn thôi mà, chứ thực ra em cũng đâu có điều kiện gì mấy đâu, em xài đồ cây nhà lá vườn thôi mà. Ok, nói chung là em là người tốt bụng, thân thiện với mọi nhà. Chị công nhận điều đó. Cảm ơn em nha. Cảm ơn Xuân Tuấn Kiệt nha. Thực ra là nãy giờ chị lợi dụng em thôi đúng không? Lại trả, rõ ràng. Giỡn thôi chứ thật ra là giỡn thôi, nhưng mà cái dự án là thiệt nha. Giỡn thôi chứ dự án hát chung là thiệt nha, nhớ viết bài vậy. Thôi vậy thôi, đi công chuyện tiếp đi nha. Đó. Nãy giờ chị nghe kèn ủa nụ anh chị biết mà. Người ta đang lái xe mà ta vẫn trả lời Buka với mũi tâm huyết như vậy. Cái gì cũng có, sức mạnh Buka hết lòng lại còn trả. Các fan ơi, lại đẩy thêm tích cực tiếp đi. Chưa bye, chưa cúp mũi. Ok, bye em. Rồi, bye bye hai chị nha. Bye bye. Các bạn ơi, đẩy thiệt là đúng, mình đẩy tích cực đi. Sau hôm nay mà Ellie cũng đẩy đã tích cực luôn. Đẩy và... tích cực hả? Cảm ơn Buka đã đến tham dự chương trình. Và khán giả ơi, hãy nhớ được phát sóng chương trình vào 20 giờ thứ hàng tuần trên trang thanhniên.vn và mạng thanh niên cũng như là YouTube ITV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.